Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô giấy Mỹ nha. Cây đâm chồi sống khỏe hết nha cô chú anh chị. Đó, củ chào bả luôn ha. Này cây đâm chồi sống khỏe hết rồi. Cô chú anh chị yên tâm ha. Mã số đầu tiên là G1. Hoành 39. Chiều cao 41. Chiều cao 41, cây này bự dữ lắm, nó bự luôn nha cô chú anh chị coi nè. Quá tròn luôn. Rồi cây này 600.000 chị ơi. Mã số G1, em bao ship tặng nhà cho mình luôn nha. Rồi tiếp theo mã số G2. Đó. Giá cực kỳ hữu nghị cho cô chú anh chị mình chơi. Hoành 33. Chiều cao 45. Chiều cao 45, G2. Đó. Rồi quen dòng. Rồi cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350 thôi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo G3. Củ bự lắm nha chị. Hoành 25. Chiều cao 58. G3. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400.000, bao ship. Rồi tiếp theo G4. Củ chào bá nha. Bành kia nha chị. Chiều cao 57. Rồi mã số là G4. Rồi cái này giao luôn chị 550 nha, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo G5. Cây này bị lỗi nha chị. Đây. Nè. Nó. Bị lỗi con rễ này nè. Đó em thấy nè, đây còn miếng nữa nè, đây miếng hay gọi con rễ này nha anh chị. Đó, đây miếng dưới này nữa nè. Nè, giờ đó bán rẻ anh chị chơi nha. Lỗi. Về cái mà cây dễ sống lắm anh chị. Hoành 40. Chiều cao 43. Đây nè. Rồi rễ này nè. Rồi, cây này để anh chị 250 luôn, bao ship luôn ha. Nó bị lỗi nha anh chị. G6. Cái này thì nó bị chày đen miếng. Nếu tôi cùng rễ này nè, nó hơi bị lỗi đen miếng. Nè. Hoành 28. Chiều cao 40. Này chị về mình chơi bông chưa qua thì được ha. Bị lỗi đen miếng nữa nè. À, có thấy là em chỉ liền anh chị. Rồi để rẻ cũng 250 luôn, mã số là G6. Hoặc rẻ luôn anh chị, bao ship luôn anh chị. Rồi tiếp theo. Mã số G7. G7. Hoành 24. Hoành 24. Chiều cao 65. Cụ đế này ok ha. Trên đây có lỗ đen miếng nè. Rồi cái này để rẻ cũng 250 thôi. G7 bao ship luôn. G8. Cụ chà bá luôn. Hoành 29. Hoành 29. Chiều cao 58. Củ này bự lắm nha anh chị. Đó. Rồi củ này giao luôn chị 400.000, bao ship. G8. Rồi tiếp theo. G9. Củ này cũng bự lắm nha anh chị. Đó, nè. Ghế đến gì. Ok. Hoành 31. Đâm chồi hết chị. Đây em rễ này có hơi lỗi miếng như vậy nè. Rồi này để rễ anh chị rồi 300.000 chị ơi, bao ship luôn. G9. Rồi tiếp theo G10. Củ chà bá luôn nha chị. Này là mặt cưa em cưa. Đó. Con này cũng ok lắm nè. Hoành 24. Chiều cao 43. Rồi G10 cái này để rẻ 300.000, bao ship luôn. G11. Hoành 27. Chiều cao 47. Rồi G11. Củ bự nó nha chị. Rồi cái này 350, bao ship. Rồi tiếp theo G12. G12.
Cái này cũng chà bá luôn ha. Quanh 34. Quanh 34. Chiều cao 52. Chiều cao 52, G12. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 450 thôi. Cũng này to đẹp nè, 450 bao ship. G13. Ồ, cây này cũng đẹp lắm nè anh chị. Cây này thì à, có cọng rễ này nó bị lỗi miếng nè. Nó là còn có cọng rễ này bị lỗi nè chị. Nãy từ qua đây nè, qua đây nè. Đó. Để giá hữu nghị chị chơi luôn. Rồi, cái này em để rễ anh chị 350 thôi, bị lỗi. Cọng rễ 350 bao ship. G14. Cái này cũng bị lỗi nè chị. Mà đâm trò sống khỏe hết anh chị ơi. Nó bị gỏi không ghế thôi, nữa mình để em chồng mình chơi ha. Chơi bông chơi hoa anh chị. Quanh 30. Quanh 30. Chiều cao 51. Đây, đổi nè. Rồi này để ghé anh chị 200 ngàn thôi, bao ship luôn. G mấy? G14, G15. Quanh 30. Đây ok. Chiều cao 50. Bên đây biển miếng nè. Rồi cái này để ghẻ của chú chị 250 luôn, bao ship luôn. Lỗi ít em để giá ghẻ chị chơi nha chị. Dạ em xin kính chào của chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô trang đỏ lá nhỏ nha anh chị. Đó. Rồi tiếp theo 291. Quanh 16. Quanh 16. Chiều cao 15. Rồi 291, cây này giao luôn chị 250 thôi, bao ship luôn. 292. Này là trang đỏ lá nhỏ nha anh chị. Cũ cũng đẹp lắm nha anh chị. Quanh 14. Quanh 14. Chiều cao 14. Chiều cao 14 rồi cũng 250.000 em bao ship. 293. Ồ, cũ này bự nè. Chà bá luôn, cũ. Quanh 18. Chiều cao 15. Chiều cao 15. 293. Rồi cái này 350.000, 293. Rồi tiếp theo 294. Quanh 19. Quanh 19. Chiều cao 11. Chiều cao 11. Rồi cái này để gẻ chị 250 luôn chị, bao ship. Hữu nghị cho mình chơi luôn. 295. 295. Trang đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. Đó, cây đâm chồi sống khỏe dễ sống lắm nha. Cụ đế to ha. Quanh 16. Quanh 16. Chiều cao 15. Chiều cao 15, 295. Rồi cây này giao lưu anh chị 250 luôn, em bao ship. 6 đúng không? Rồi tiếp 297. Theo. 297. Cụ đế cây này cũng đẹp. Quanh 19. Quanh 19. Chiều cao 13. Chiều cao 13. 297. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là rồi em để ghẻ cô chú anh chị là 250 thôi, bao ship luôn. 298. 298 này trắng đỏ nó nhỏ nha anh chị. Cây này một cốt tầng thông cũng đẹp lắm nha anh chị. Quanh 14,5. Quanh 14,5. Chiều cao 15. Rồi cái này 200.000 thôi, bao ship. 298. 301. 301. Cụ đế cũng đẹp. Quanh 18. Cụ chà bá luôn. Chiều cao 12. Rồi cây này cũng 350.000, mã số 301. 304. Cây nhú tròn chơi chị, dễ sống ha, trắng đỏ dễ. Quanh 18. Quanh 18. Chiều cao 17. Mã số là 304. Rồi cái này cũng 350 em bao ship. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay mới về được lô trang vàng lá nhỏ 251 này, em lựa từng cây nha chị coi nè, hết biết nó bự thiệt chứ, bao hàng bự với anh em luôn, một cốt của nó bự cỡ này. Quanh 22. Quanh 22 nè. Chiều cao 23. Làm đo trên này nè, còn mà đo sát cổ đế nó bự nữa nha chị. Mã số là 251. Rồi cái này 500.000 em bao ship tặng nhà. 254. Em chưa mằng tới đó nè, chị coi đế nè, dữ lắm đế dưới này luôn, già cây kinh khủng luôn nha chị.
Hoành 29. Chiều cao 29. 254. Rồi cái này cũng 400 ngàn thôi. Hữu nghị anh chị luôn. Bao ship luôn nha anh chị. Ồ cây okay, một cốt 255. Mấy cây này là bao to bao già luôn nha anh chị. Hoành 22. Ồ nó bự nữa. Chiều cao 29. Hết biết nó già. Rồi cây này 500 ngàn anh chị ơi. Mã số 255. 256. Cái này già dữ lắm, già anh chị. Coi nè. Già kinh khủng luôn. Một cốt không nghe anh chị. Hoành 23. Hoành 23. Chiều cao 19. Rồi cái này để ghẻ chị 350 rồi. Bao ship 259. Đế nè. Đế đều đều hết trơn nha. Tại cái này em chưa có xịt kỹ ra đó. Mình biết. Hoành 20. Chiều cao 10. Rồi cái này 350 thôi. 259. 261. 261. Cũng chập bá không nghe anh chị. Hoành 22. Hoành 22 luôn nghe anh chị. Chiều cao 11. Rồi cái này cũng 350 nha. 262. Cũng chuẩn do luôn. Hoành 23. Chiều cao 10. Rồi cái này để ghẻ 300 ngàn. 262. Hàng lá nhỏ nha, hàng tiễn chọn nha anh chị. Có nghĩa là cái hàng này là em mua hàng cực kỳ to luôn. Lựa từng cây luôn ha. Kiếm cây bự mua không nha, cây nhỏ đem dạt hết. 135. Anh chị coi cây nè, hoành nè. Hoành 25. Chàng vàng mà hoành 25 đó anh chị. Chiều cao 28. Là em đo trên này đó ha. Còn mà đo dưới này cũ này em đo hưởng hào hào sát cổ đế rồi. Hào hào em hào hào ha anh chị. 30. Hào hào sát cổ đế là 30 nè, hoành thăng đây là 25 nè. To dữ lắm, to nha anh chị. À. Rồi cây này em giao lưu chị 450, bao ship tặng nhà, trang vàng lá nhỏ nha chị. Chơi. Lô này lựa từng cây đó anh chị. Hoành 20. Chiều cao 29. 142. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 350 rồi, để ghẻ luôn, 350 bao ship luôn nha chị. Ồ ok. Đẹp. Đế dữ lắm điều nha anh chị coi nè. Nè, đế nè, điều gan hết trơn ha. Bên đây đế tại em chưa thấy sâu tới dưới á. Hoành 20. Hoành 20. Chiều cao 22. Chiều cao 22. Rồi cây này giao luôn chị 450 em bao ship. Này lô cây to không nha anh chị? 144. 144. Chàng vàng mới cũ đế luôn. Quá khứ luôn. Hoành 20. Chiều cao 28. Rồi 144. Cây này 400 ngàn đúng không anh chị? Bao ship. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. Ha, theo bán nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì
Nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80 ngàn nữa chú anh chị. Thì giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi, nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80 ngàn em bao ship một cái lưỡi ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Ừ, kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị, em bao sắc bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha, gọi là sắc bén ha. Hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Đội này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha cô chú anh chị. À, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70 ngàn, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70 ngàn một cuộn. Ừ, cuộn như thế này 70 ngàn nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150 ngàn. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, chị xem nè. Đó, hàng của Nhật, đảm bảo chất lượng ha. 150 ngàn. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha. 8 cây dưới một cây dùi. Đây cô chú anh chị xem nè ha. Sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ừ. Ở này em bán đồng giá là 350 ngàn, 390 ngàn một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390 ngàn. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha. Cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Ừ, gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha. Dưới một cây dùi này là 390 ngàn một bộ. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120 ngàn một cây. Em bao ship. 120 ngàn một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này em đã xài rồi nghe chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120 ngàn một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè, đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén. Em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha. Kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha cô chú anh chị, 180 ngàn một cây em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô chú anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mình nhìn ra bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70 ngàn em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị.
bao sắc bén luôn, của chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo, cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp. Đây em để chỉ đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo, cặp tròn. Đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nè cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M gia tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá, lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị, sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ.